Mặc cho thời tiết ẩm ương hay tấm lưng có ướt đẫm mồ hôi, chị Nguyễn Thị Tần cũng chẳng đành lòng mà đi về, cứ đứng mãi ở cổng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Khăn gói từ Bắc Ninh lên Hà Nội cùng con tham dự kỳ thi quan trọng của cuộc đời, chị Tần đầy suy tư và trăn trở, rồi cứ chốc chốc lại lén nhìn cổng trường để ngóng trông tình hình của con. Đây, tôi cũng lần này là lần thứ hai đưa con đi thi đại học rồi, đưa chị đi thi năm 2020. Giờ năm nay là cũng đưa lúc con đi thi nữa là hết. Nói chung là cũng xúc động, cũng như các con đi thi cũng vậy, mà mình đứng ở ngoài chờ đợi con cũng hồi hộp, cũng như các con vào phòng thi. Cũng để cho con nó thoải mái, để cho nó cứ tư tưởng nó bước chân vào giảng đường để thi thôi. Chứ cũng không áp lực mà cũng không ép con là phải thế này, thế nọ, thế kia, tùy ở khả năng của con. Bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay cùng với hơn 1 triệu thí sinh chính là hàng triệu phụ huynh. Họ đã đồng hành cùng con suốt một chặng đường dài từ những buổi ôn tập tới tận cổng trường thi. Đưa con đi thi thì cái cảm xúc bồi hồi nó lại ùa về với mình. Cũng cứ để con tự phát triển và cũng chỉ định hướng thôi, chứ còn cũng không đặt áp lực quá lớn lên con. Bởi vì thực ra bây giờ các con cũng thế hệ của các con bây giờ là 5.0 rồi. Thì đâm ra là không như ngày xưa nữa, là áp lực là bố mẹ đặt đâu là con ngồi đấy. Và mình cũng sẽ luôn luôn lắng nghe và chia sẻ với con là chính, và định hướng cho con thôi. Còn thì mọi sự học tập và tất cả cái sinh hoạt thì cũng là từ phía nhà trường và cộng thêm cả từ phía gia đình thì hỗ trợ cho các con là chính. Mình chỉ mong muốn là cái kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học năm nay thì các con thứ nhất là đều đạt kết quả tốt nhất. Thứ hai nữa là không có con nào mắc lỗi gì để mà có những cái việc đáng tiếc xảy ra. Chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe, tự tin, may mắn đạt được kết quả cao, làm được bài kết quả thật tốt. Ai cũng đạt được đúng cái ước mơ mà mình mong muốn. Chúc may mắn thành công là lời chúc của cả xã hội, gia đình dành cho sĩ tử tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Và thành công không chỉ đến từ sự nỗ lực của các em mà còn đến từ sự đồng hành, che chở của các bậc sinh thành.